Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta đang dừng lại ở một vài chỗ để mình coi coi. À, ngày hôm qua mình có làm dấu trang mà sao không thấy gì vậy ta? Thì dấu trang thôi kệ đi, mình cứ vô feature lên là tự nhiên mình sẽ có những thứ mà mình cần thôi. À đây rồi, ngày hôm qua mình dừng lại ở discourse markers, có nghĩa là những từ tăng tính mạch lạc. Rồi, cái bảng điểm này ngày hôm qua mình đang dịch cho mấy bạn chỗ này đây. Phóng to. Rồi, phóng to hết cả. Rồi, ngày hôm qua mình đang dịch cái phần fluency and coherence của cái điểm số 7 là uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility. Có nghĩa là sử dụng những cái từ nói và những cái từ mang tính tăng tính mạch lạc và với cái sự linh hoạt. Mà đây là some thôi, nó cũng không có đòi hỏi cao ở cái điểm 7. Rồi bây giờ chúng ta mình làm cho xong cái discourse marker đi. Rồi, ngày hôm qua mình dịch cho mấy bạn tới hết cái mục này rồi nè. Đó, là một cái từ mà tăng tính mạch lạc, discourse marker, thì nó đôi khi nó có những cái chức năng khác nhau. Rồi, mình đọc tiếp. Discourse markers that organize what we say. Những cái từ tăng tính mạch lạc, cái mà giúp tổ chức lại cái mà chúng ta nói. Some discourse markers are used to start and to end conversations. Một số từ tăng tính mạch lạc thì được dùng để mà bắt đầu hoặc là kết thúc cái đoạn hội thoại. Some are used to start new topics or change topics. Một số thì được dùng để mà bắt đầu cái chủ đề mới. Một số khác thì được dùng để mà thay đổi chủ đề. Rồi bây giờ mình vô cái phần này là starting a conversation or talk, có nghĩa là bắt đầu một cái cuộc nói chuyện, một cái buổi nói chuyện. Right, let's get started. We need to get the suitcase into the car. Okay, I'll do that, Katie. Will you help me? Đó, là bạn A với bạn B nói chuyện với nhau. Là Discourse marker này, cái từ tăng tính mạch lạc right này, nó dùng để bắt đầu cái đoạn nói chuyện là now, phải rồi, bắt đầu thôi, let's get started. Chúng ta cần phải lấy hành lý bỏ vào trong xe. Và bạn B mới nói là ok, được rồi, tôi sẽ làm. Katie à, bạn giúp tôi được không? Mày giúp tao được không? Đó, thì cái ở đây có một cái từ tăng tính mạch lạc là right, là dùng để bắt đầu cái đoạn hội thoại hoặc là cuộc nói chuyện. Rồi một cái ví dụ khác là cái này là cái bối cảnh là lúc mà một cái buổi phỏng vấn trên radio bắt đầu. Now we have with us in the studio today someone you will all know from television. John Rice, welcome to the show. Đó, kiểu như vậy là bây giờ chúng ta sẽ có bên mình ở trong cái phòng thu ngày hôm nay một người mà tất cả các bạn đều biết ở trên TV, đó là John Rice. Chào mừng John Rice đến với cái chương trình ngày hôm nay. Rồi, người ta kêu mình là
see also ok hoặc là ok. Là cái này nếu mà mình mở vô cái link này nó sẽ nói rõ hơn về hai cái từ tăng tính mạch lạc là ok này. Nhưng mà mình dừng lại đây đi, mình dịch hết cái trang này cho mấy bạn luôn, cho mấy bạn biết như thế nào là discourse marker, những cái từ giúp mình tăng cái tính mạch lạc lên cho mình nghe giống cái người bản xứ nhất có thể. Rồi, cái chức năng tiếp theo là hồi nãy có giới thiệu đó, mở đầu thì bây giờ cũng có chức năng kết thúc cái buổi nói chuyện là a mother A and a daughter B on the telephone. Là A là mẹ, còn B là con gái. Hai người này nói chuyện với nhau ở trên điện thoại. Cái bối cảnh là như vậy ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nè. Cái này là A là mẹ nha. So, we'll see you Sundays, right? Okay, mom. Okay, see you then. Love. Bye, mom. Thanks for calling. Bye, Liz. Đó. Là, để coi coi. Kết thúc cái buổi nói chuyện là kiểu như là chốt lại nè, show nè. Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần, Ly ha. Là Liz là cái tên của đứa con gái. Right, okay mom. Đúng rồi. Được đó mẹ. Okay. Okay, vậy là được rồi đó con. Vậy gặp con sau nha. Yêu con. Tạm biệt mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã gọi cho con. Tạm biệt Liz, con gái của mẹ, kiểu vậy. Rồi, mình sẽ có một cái khác. Cái này là để kết thúc cái cuộc nói chuyện trên điện thoại nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái khác là bối cảnh là cuối cái buổi họp, at the end of the meeting. Mấy bạn thấy cái cấu trúc là at the end không? Đó, at the end. Thì at the end đó, nó hay đi với of ở phía sau, at the end of something, mình dùng at the end. Còn cái cấu trúc khác là in the end, là cuối cùng, thì hồi sau nó không có of gì hết trơn á, là nó in the end thôi, rồi phẩy một cái, được chưa? Hoặc là in the end nó ở cuối câu. Còn cái này là at the end of something, thấy chữ at mà đi với the end thì biết là of something rồi đó. Như ở đây là cuối buổi họp. Rồi, mình sẽ đọc hết cái này rồi mình dịch cho mấy bạn nha. Anyway, is that it? Has anyone got any questions? No, I think we've done. Right, fine. Thanks for everyone for coming. We'll circulate the documents tomorrow and make some follow-up calls about the project. Là anyway, is that it? Nè, anyway, kiểu như là ở cuối được buổi nói chuyện rồi. Anyway là còn gì nữa không? Anyway là còn cái đường khác không? Bất kỳ cái đường nào nữa không? Còn gì nữa không nè? Đó, kiểu vậy. Anyway, còn gì nữa không nè? Đó, is that it? Có nghĩa là xong chưa? Is that it là that's it. Mình hay nói là that's it. Mình kiểu như mình nói chuyện với nhau thì nói là ví dụ như hai mẹ con nói chuyện với nhau nha, là kiểu con đi mua giùm mẹ táo, mận, lê được không? Đó, cái nói cái đứa con mới hỏi that's it, hết rồi hả mẹ, nhiêu đó rồi hả? Đó, cái là mẹ nói ok, đi đi con, kiểu vậy. That's it là nhiêu đó thôi, có vậy thôi, hết rồi, được không? Là anyway, is that it? Còn cái gì nữa không? Xong chưa nè? Has anyone got any questions? Là có ai có bất kỳ câu hỏi nào không? Rồi, bạn B mới nói là không, tôi nghĩ là chúng ta xong rồi đó. Right, fine. Ok, right. Cũng giống như là ok vậy mấy bạn. Cũng giống như là được rồi, right. Ổn rồi, được rồi, right, fine. Cảm ơn mọi người đã đến. Chúng ta sẽ circulate the documents. Circulate có nghĩa là circle. Mấy cái này là cái gốc của cái việc mà xoay tròn, xoay quanh. Circulate có nghĩa là sao ta? Giống như là cái luồng khí ở trong phòng mà nó đi quanh quanh phòng đó thì cũng gọi là circulate. Thôi để chắc thì mình sẽ tra từ điển cho chúng ta cùng xem nha.
Oxford nè. Oxford. Circulate. Circulate. Đó. Đó. Khi mà một cái nước hoặc là khí hoặc là ga đó circulate thì nó di chuyển vòng quanh ở một nơi hoặc trong một hệ thống. Circulate. Thôi mình dịch từ điển Anh Việt đi cho nó có cái từ cô đọng cho mình học luôn. Circulate là lưu hành, truyền bá, luân chuyển, tuần hoàn. À, có nghĩa là mình sẽ lưu hành cái những cái tài liệu của buổi họp. Đây, chúng tôi sẽ phát cho các bạn những cái tài liệu, những cái đúng là tài liệu vào ngày mai, và chúng ta sẽ chúng tôi sẽ thực hiện một cái vài cái cuộc gọi để mà theo dõi về cái dự án. Rồi, cái này người ta cũng kêu mình nè, xem thêm là so hoặc là ok. Nếu mà mấy bạn nhấn vô, mấy bạn sẽ xem tiếp nữa. Ở này thì mình dịch cho mấy bạn tới đây thôi. Hồi nãy mấy bạn thấy cái mục in đậm thiệt đậm này không? In đậm thiệt đậm. Mình sẽ dịch hết cái mục in đậm này thôi. Tại vì nó rất là dài nha. Nó dài. Mình dịch tới hết phần in đậm đó, tới cái phần in đậm mới cho mình để dành cho ngày mai. Mình dịch tiếp với mấy bạn. Mình sẽ học mỗi ngày discourse markers một chút như vậy. Nó sẽ hiệu quả hơn là mình học vô một chủ đề dài thiệt dài thì mình không nhớ gì đâu. Rồi, mình tới đây rồi, bây giờ mình tiếp tục nè. Một cái công dụng khác của discourse marker là từ tăng tính mạch lạc đó là changing or managing a topic. Có nghĩa là thay đổi hoặc là xoay sở một cái chủ đề. Bây giờ mình đọc cái ví dụ này cho mấy bạn nghe nha. When we went to town to buy wallpaper to match the carpet, did you try Kinnis? Kinnis, they have a sale. We looked there, but Jim said he thought it was too expensive and he didn't like any of their designs. What does he like? He likes geometric shapes. He hates flowers. Anyway, we eventually found some that we both liked, and when we went to pay for it, we realized that neither of us had brought any money. Rồi, mình đọc xong cái này rồi nha. Mình sẽ đọc cái này là, cái này nó giải thích một chút nè. Anyway, marks a return to the main topic of buying wallpapers. Wallpapers. Để coi coi cái chữ, mình nghĩ cái từ wallpapers này là nó nhấn âm, âm đầu. Wallpapers. Đúng rồi, nó nhấn âm đầu mấy bạn. Wallpaper. Để mình mở lớn lên nha. Wallpaper. Wallpapers. Không, không có say. Wallpaper. Đó. Nào mình trở lại nè. Nó nói sao? Cái nói cái chữ anyway này nè là đánh dấu cho một cái sự trở lại cái chủ đề chính của việc mua cái giấy dán tường. Rồi bây giờ mình dịch cái đoạn hội thoại để cho mấy bạn hiểu nha. Là bạn A nói là tụi tao mới, tụi tôi, tụi tao. Mình dịch cho nó dễ hiểu, thân thiện nhất với chúng ta ha. Tụi tao mới đi vô thị trấn để mà mua cái giấy dán tường cho nó phù hợp với cái thảm ở trong nhà, thảm, cái thảm trải ở dưới đất. Rồi bạn B mới nói lại là mày đã thử cái hãng Kinesis chưa? Họ đây là cái hãng này nè mấy bạn. Họ là cái chỗ đó nó mới có một cái đợt giảm giá đó. Rồi bạn A mới trả lời là tụi tao đã xem ở đó rồi, nhưng mà Jim nói là ảnh không có, ảnh nghĩ là cái hãng đó nó quá mắc và ảnh không có thích bất kỳ một cái thiết kế nào, những cái mẫu mã nào của cái hãng đó hết trơn á. Cái bạn B mới phản ứng nè, vậy ảnh thích cái gì vậy?
Rồi cái bạn B mới, bạn A mới đáp lại là ảnh thích là những cái hình mà geometrics, có nghĩa là geometrics là những cái hình hình về sao ta, những cái hình thiên về hình học, có nghĩa là mình nghĩ là hình tam giác, hình vuông, hình tròn rồi đó, những cái hình khối, những cái hình để chắc ăn mình sẽ tra từ geometrics, geometric. Đây, thuộc hình học. Geometric. Chưa không? À, này nhấn âm âm geometric, nhấn âm 3, geometric. 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 Geometric shapes. Geometrics. Có nghĩa là những cái hình nó thiên về đường thẳng nè, những cái hình 2D nè. Đó, ở trong toán hình học đó, hình học đặc biệt là bởi vì chúng có những cái hình 2D hoặc những cái đường kẻ thông thường thôi. Geometric design, để hiểu hơn chúng ta nên tra Google hình. Google hình nó sẽ cho chúng ta những cái hình đó. Geometric là như vậy nè mấy bạn. Thấy không? Mình không hiểu cái gì, mình đọc định nghĩa mà khó hiểu quá, mình tra Google hình nó sẽ ra cho mình rất là rõ ràng. Rồi tiếp tục. À, ảnh ghét bông hoa lắm, ảnh ghét hoa huệ lắm, ảnh thích mấy cái hình khối, những cái hình những cái đường kẻ, những cái hình này nọ, geometric shapes. Rồi anyway, là dù gì đi nữa thì anyway ở đây là có chức năng là để trở lại cái chủ đề cũ nè. Dù gì đi nữa thì tụi tao cuối cùng cũng tìm được một vài cái giấy dán tường mà cả hai tụi tao đều thích, và khi mà chúng tụi tao đi tới chỗ tính tiền thì tụi tao nhận ra là không có ai trong số hai đứa là đem theo tiền hết trơn đó. Bạn này giống như là bạn này đang kể chuyện, là cái chủ đề chính bạn này muốn kể là tụi tao đi mua giấy dán tường đó, thì tụi tao lựa được rồi nhưng mà tụi tao không có mua được tại vì không có đem theo tiền đó. Thì cái bạn A này định kể như vậy thôi, thì lúc mà mới vừa nói câu đầu tiên thì cái bạn B đã hỏi là đã mua, đã vô cái hãng đó chưa, rồi thấy sao đó, vậy thích thích mua cái loại nào đó. Còn bạn này thì chủ yếu là chỉ muốn kể là bạn này nói là đi mua rồi, lựa được rồi nhưng mà quên đem tiền nên là không có quên đem tiền đó. Rồi anyway, là dùng để trở lại cái chủ đề chính của cái việc là mua giấy dán tường. Rồi một cái chức năng khác nữa là ordering what we say, có nghĩa là sao? Ordering, order có nghĩa là mình sắp xếp lại. Order, mấy bạn biết order là cái thứ tự đúng không? Thì mình order là làm cho nó trật tự lại cái mình nói, mà chúng ta nói. We also use these core markers to order or sequence what we say. Chúng ta cũng sử dụng những từ để tăng tính mạch lạc, từ tăng tính mạch lạc để mà sắp xếp lại, hoặc là sequence ở đây có nghĩa là sao ta? Mình nói theo cái sequence, có nghĩa là cái trật tự. Để mình tra chữ sequence cho mấy bạn hiểu nha. Sequence. Sequence ở đây có nghĩa là một cái chuỗi hành động nối tiếp nhau á. To order or sequence what we say. Sequence ở đây là động từ, mà trong cái từ điển Anh Việt này nó lại không có cái loại từ sequence động từ. Mình tra từ điển Anh thôi. Sequence. Sau chuỗi, mình nghĩ là sau chuỗi lại những cái mà mình nói. Sequence động từ nè, thấy không? Sequence là để sắp xếp lại thành một chuỗi đó. Mình trở lại. Để mà sau chuỗi lại sắp xếp thành một chuỗi cái mà mình nói. Some of the common words and phrases which we use for this are, là
một số những cái từ thông dụng, những cái cụm từ hoặc là từ thông dụng mà chúng ta dùng cho cái chức năng này là, đó, nó có những từ này đây, những từ này quen không? Đấy, and là và, in general là nói chung, đó, này là chức năng là mấy bạn nhớ kỹ cái chức năng là sắp xếp theo thứ tự lại cái mà mình nói nha, là ở đây là và nè, nói chung nè, second là thứ hai, là điều thứ hai mà tôi muốn nói kiểu vậy, to sum up là tóm lại, and then và sau đó, in the end là cuối cùng. Mấy bạn thấy in the end nó đi một mình không? Nó không có up không mà sao? Đó, để phân biệt in the end với at the end là như vậy. Secondly có nghĩa là điều thứ hai muốn nói, thứ hai đó. What's more là hơn nữa. First of all là đầu, trước hết nhất, đầu tiên nhất, đầu tiên. Last of all, có first of all thì cũng có last of all, đúng không? Đầu tiên và cuối cùng. So là cho nên. Well, well có nghĩa là mình hay dịch là nhưng mà trong những trường hợp cụ thể thì mình dịch nó sẽ dễ hiểu hơn. Mấy bạn hay nhớ là Maleficent hay kiểu well, 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 đúng không? Rồi cái này là well. Well, mấy bạn cứ nhớ tạm nó là như vậy đi. Rồi trong trường hợp cụ thể mình sẽ dịch cho mấy bạn hiểu sâu hơn. Firstly, firstly, ở trên đây là secondly, firstly, firstly là đầu tiên, next là tiếp theo, lastly là cuối cùng, a, chấm chấm chấm, b, cái này mình chưa gặp bao giờ, mình cũng không biết nó như thế nào. Rồi mình for a start, để bắt đầu, on the top of that, trước tiên hết, thirdly là thứ ba, third cũng được, mà thirdly cũng được. Rồi. Rồi mình đọc cái này, mình đọc hết cái ví dụ này là coi như xong rồi đó mấy bạn. Xong cái phần discourse marker của ngày hôm nay rồi. Chức năng này là chức năng gì mấy bạn nhớ không? Chức năng sắp xếp lại, bố trí lại theo trật tự những gì mà chúng ta nói. Discourse marker. Nó sẽ làm tăng cái tính mạch lạc của mình lên. Rồi, mấy bạn đọc cái chỗ này nha. Firstly and secondly are more formal than first and second. Là cái firstly và cái secondly, thứ nhất, thứ hai đó, thì nó sẽ trang trọng hơn là first and second. Là mấy bạn thấy firstly, secondly không? Sẽ trang trọng hơn first and second. Rồi, mình đọc cái ví dụ này cho mấy bạn nghe nha. I think Sheila might be having some financial problems at the moment. I don't think so, Caroline. For a start, she has all the money that her aunt gave her. What's more, she has a good job and she seems to have a good lifestyle. Là bạn A nói nè, tôi nghĩ là Sheila đó có lẽ là có vấn đề, đôi chút vấn đề về tài chính trong cái lúc này đó. Hai bạn này giống như là đang tám chuyện với nhau ha, nói về chuyện của bạn Sheila. Rồi, I don't think so, Caroline. Vậy là các bạn A này tên gì mấy bạn? Tên Caroline. Tôi không nghĩ vậy đâu bà, Caroline ơi. For a start, là lúc đầu đó, là cô ấy có tất cả tiền mà người dì của cô ấy cho cô ấy. Là sao? Mình tạm nghĩ, mình không biết cái bối cảnh như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là chắc là người dì này rất là giàu, cho cô này rất là nhiều tiền, cho Sheila rất là nhiều tiền là một cái lý do đó, hay là cái người dì này cho thừa kế Sheila một số tiền lớn kiểu vậy. What's more, hơn nữa là cô ấy còn có một công việc tốt nè, rồi cô ấy dường như là có một cái lối sống rất là tốt, cái phong cách sống, cái lối sống rất là tốt nữa. Lối sống tốt nghĩa là sao? Là kiểu như sống healthy and balanced. Đó, mấy bạn hay nghe cụm từ đó đúng không? Thì nó là như vậy đó. Là cân bằng, healthy. Healthy là khỏe mạnh và cân bằng. Rồi, mình quay lại đây nha. Người ta giải nghĩa cho mình nè. Ở đây người ta dùng gì đây? Người ta dùng for a start. Đấy, trong văn nói người ta dùng for a start.
Now, còn firstly, secondly là dùng trong văn viết nhiều hơn, tại vì nó trang trọng hơn. Còn first and second cũng là dùng trong văn nói luôn. Rồi, ở đây mình có gì đây? Firstly, à đây là một ví dụ khác nha mấy bạn. Một ví dụ khác. Firstly, we are going to look at how to write an essay. Secondly, we are going to look at how makes a good essay and what makes a bad one. Lastly, we're going to do some writing activities. Là cái này giống như là một cái đoạn giảng bài của giáo viên ở trên lớp, là người ta nói cái nguyên cái này. Khúc đầu người ta giới thiệu bài học hôm nay là đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào cách viết một cái bài luận, bài khóa. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn vào điều gì làm cho một cái bài luận, bài khóa nó trở nên tốt, và cái nào, cái điều gì khiến cho một cái bài luận nó không hay, nó tệ. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hành một vài cái hoạt động viết, một vài cái luyện tập, những cái hoạt động để mà mình rèn luyện cái việc writing. Right. Đó, mấy bạn thấy ở đây người ta dùng firstly and lastly, rồi cuối cùng là secondly và cuối cùng là lastly. Mấy bạn nhớ những cái chữ mà dùng ly này nè thì nó trang trọng hơn cái chữ first and second một mình nó thôi. Thêm ly vô thì nó trang trọng hơn. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. We can also use the letters of the alphabet A, B, and C to list reasons or arguments for something. Đó là cái chỗ này hồi nãy mà mình lận khận nè. Mình không biết giải thích với mấy bạn sao nè. Bây giờ người ta giải thích nha. Là chúng ta có thể dùng những cái chữ cái của cái bảng chữ cái A, B, C để mà liệt kê ra những cái lý do, hoặc là những cái argument, là những cái lý lẽ tranh luận lại cho cái gì đó. There are two reasons why I think it's a bad idea. A, because it costs too much money. And B, because it takes such a long time. Đó, dùng A, dùng B. Các bạn thấy người ta in đậm không? Rồi, ở đây mình dịch nha. Là có hai lý do tại sao mà tôi nghĩ đây là một ý kiến không hay, một ý kiến tệ. A là thứ nhất. A, Việt Nam mình hay nói là thứ nhất, thứ hai, đúng không? Thứ nhất là, thứ hai là. Còn đôi khi mình cũng dịch, mình cũng nói chuyện với nhau. A là, còn B là, kiểu vậy. A là bởi vì nó tốn quá nhiều tiền, còn B là bởi vì nó rất là mất thời gian dài lắm luôn. Đó, vậy là mình đã dịch cho mấy bạn chức năng thứ hai của cái in đậm thứ hai của discourse markers để dùng để tổ chức lại cái mà chúng ta nói. Tổ chức lại cái mà chúng ta nói thì là những cái nào? Đầu tiên là bắt đầu cuộc nói chuyện, kết thúc cuộc nói chuyện, thay đổi hoặc là xoay sở chủ đề, sắp xếp lại cái mà chúng ta nói. Được chưa nè? Đó, nó có một cái chức năng tổ chức này thôi. Tổ chức, mấy bạn nhớ lại nha. Organize là tổ chức nè. Chức năng lớn này là tổ chức. Nó chia ra bốn nhánh nhỏ. Bốn nhánh nhỏ là gì? Bắt đầu nói chuyện nè, kết thúc nói chuyện nè, rồi xoay sở cái cuộc nói chuyện, có nghĩa là mình trở lại chủ đề chính. Đó, còn cái cuối cùng là mình sắp xếp theo trật tự những gì mà mình nói. Đó, changing, thay đổi cái chủ đề. Rồi, vậy là mình học được hai chức năng lớn của discourse marker. Không phải là hai chức năng lớn đâu. Đầu tiên là hôm qua đó, mình dịch khúc đầu là cái tổng quan thôi. Rồi, cái này mới là cái chức năng vô đi vô chi tiết nè. Rồi, vậy là hôm nay mình ok chỗ này rồi ha. Ngày mai mình sẽ dịch cho mấy bạn. Mình sẽ hướng dịch thêm cho mấy bạn biết cái chức năng tiếp theo là discourse markers that monitor what we say. Có nghĩa là những cái từ tăng tính mạch lạc thì sẽ
Monitor là sẽ quản lý, kiểu như là giám sát cái mà chúng ta nói. Mấy bạn có tò mò không? Đó, thì ngày mai chúng ta mấy bạn trở lại cùng mình để chúng ta xem cái chức năng này của những cái từ tăng tính mạch lạc ha. Vậy là chúng ta xong cái này. Rồi, mình qua cái phần tiếp theo là lexical resource của cái điểm 7 này. Lexical resource điểm 7. Mình để cho nó vậy đi, cho nó dễ. Ở trên cùng này nè, trên cái đường gạch này là điểm 9, 8, 7 cho mấy bạn dễ thấy ha. Rồi, cái nguồn ngôn ngữ, cái sự đa dạng về ngôn ngữ của chúng ta thể hiện như thế nào ở điểm 7 đây? Là điểm 7 là uses vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics, là sử dụng cái nguồn từ vựng một cách linh hoạt để mà thảo luận đa dạng các cái chủ đề. Ý thứ hai là uses some less common and idiomatic. Nhớ ngâm mấy bạn nhớ không? Ngày hôm qua mình tra từ này rồi nè. Cái này là nhấn âm phụ. Âm đầu tiên là nhấn âm phụ. Nhấn âm chính là âm thứ. Thứ tư. Idiomatic. Đó. Là idiomatic là sao? Là những cái từ mà nó gần nhất với người bản xứ. Nó thiên về cái mà người bản xứ hay nói. Sử dụng những cái từ vựng mà ít phổ biến và những cái từ mà gần với người bản xứ, và and shows some awareness of style and collocation with some inappropriate choices, và cho thấy cái sự ý thức được về cái văn phong lúc nói. Style là văn phong, và collocation có nghĩa là sao, là những cái từ nào mà nó đi chung được với nhau để mà nó giống người bạn xứ nhất có thể. Như hôm qua mình có nói là mình nói là fast train chứ không phải là quick train, có nghĩa là cái tàu nó đi nhanh là mình dùng fast về tốc độ, thì mình dùng fast chứ không phải là dùng cái chữ quick, cũng có nghĩa là nhanh, nhưng mà cái chữ quick nó thiên về gọi là những cái sự hành động của mình nó nhanh nhẹn tháo vát hơn là nó về tốc độ. Rồi, with some inappropriate choices. Nhưng mà lúc mà điểm 7 đó, người ta cũng chấp nhận một đôi chỗ, một vài chỗ là chọn việc chọn lựa cái những cái từ vựng này đó nó không phù hợp. Đôi chỗ người ta vẫn cho. Cái này là kiểu như là we have room for mistakes. Là kiểu như là mình vẫn còn cái chỗ để mà mình có quyền sai. Mình vẫn được phép sai. Đã. Uses paraphrase effectively, là sử dụng cái việc thuật lại nhưng mà phải thuật lại theo cái ngôn ngữ của mình, chứ không phải là giám khảo nói chữ gì mình nói là y chang chữ đó thì nó không có hay, thì cái điểm paraphrase của mấy bạn sẽ xuống á. Là ở đây người ta đấm chấm cái điểm là paraphrase. Mấy bạn, mình giải nghĩa cái này cho mấy bạn rồi. Mình dùng cái từ này luôn vào tiếng Anh nha. Mấy bạn nên học thuộc cái từ này. Tại vì đây là một cái điều mà bài thi nói cũng có, bài thi nghe cũng có, bài thi viết hay là đọc gì là người ta cũng dùng paraphrase để người ta kiểm tra mình hết. Là sao? Paraphrase có nghĩa là thuật lại nhưng mà không có giống với lại từ vựng của người ta. Mình sử dụng từ vựng của riêng mình. Đó, paraphrase. Rồi người ta đánh giá cái việc điểm 7 thì người ta đánh giá cái việc là mình paraphrase một cách hiệu quả. Right. Vậy là chúng ta là hôm qua là mình tìm hiểu về fluency và coherence. Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được lexical resource. Đó, là mình được 2-1 rồi ha. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp theo với lại 2-2.
hai cái mục này mình thấy nó ngắn nên là ngày mai có thể nếu được mình làm hai mục này luôn để cho nó xong cái phần mà mô tả cái phổ điểm thi nói luôn. Rồi, hôm nay chúng ta đã làm xong được hai việc rồi. Rồi, mình học một chút trên Future Learn nữa thì mình nghỉ. Rồi, mình vô Future Learn nha. Mấy bạn vô futurelearn.com nè, futurelearn.com. Rồi mình sign in. Rồi, chúng ta sign in xong rồi, chúng ta tới khóa học thấu hiểu IELTS của British Council. Như mỗi khi thôi, những cái bước này rất là quen thuộc đúng không? Nếu mà bạn học cùng mình hôm nay thì rất là quen thuộc. Mình biết là thậm chí có một số bạn hả học rất là nhanh. Thậm chí là tại vì mấy bạn đã có khả năng tự đọc, tự dịch rồi. Mấy bạn đó không có cần phải theo sát cái lộ trình video của mình. Thì mấy bạn đã học nhanh hơn mình luôn. Điều đó rất là tốt, mình rất là hoan nghênh điều đó. Rồi, bây giờ mình qua cái phần 1.13 nè. 1.13. Hình như 1.13 này ngày hôm qua mình xong rồi đúng không? Mình xem một người bạn người Trung Quốc và một cái chị người Indo thì nói. Rồi mình đánh dấu đi. Mình đánh dấu là mình đã rồi cái phần comment này để coi coi mình hôm qua mình có đọc comment chưa? À, hôm qua mình cũng đọc comment rồi nè, mình like hai cái này rồi. Rồi, mình đánh dấu hoàn thành cái này nha, hoàn thành. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua cái này. Cái bài này cũng ngắn thôi, mình xong cái này. Tại vì buổi học của chúng ta hôm nay cũng dài rồi đó, kiến thức hôm nay rất là nhiều. Nào là những cái từ tăng tính mạch lạc với chức năng là tổ chức là những gì mà chúng ta nói. Tổ chức là sao? Là bắt đầu cuộc nói chuyện, kết thúc cuộc nói chuyện, thay đổi chủ đề và cuối cùng là cho ra cái trật tự để mà lúc mà mình nói. Thì rồi cái thứ hai là mình bàn về sự đa dạng về từ vựng lúc mà mình thi nói để đạt được điểm 7. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc và dịch xong cái này luôn để mà mình kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Booking an IELTS test with the British Council là đăng ký một cái bài thi IELTS, đi thi IELTS với lại Hội đồng Anh. Là mình nhớ là năm 2000 mấy ta? Hình như 2011. Phải không ta? Không, không phải 2011 đâu. Mình nhớ là hồi năm 2 đại học là chắc 2015 là mình có thi một lần. Đó, 2015 là mình thi một lần, năm 2 đại học. Rồi 2017 mình thi chung với Lan Anh là cũng thi một lần. Rồi sắp tới tháng 11 này mình sắp tới mình sẽ đăng ký thi với Lan Anh nữa. Là vào tháng 11 năm nay là mình thi vào 2015, 2017, 2019. Và tất cả những cái lần thi này mình đều chọn British Council. Tại vì đây là một đơn vị uy tín và nổi tiếng, đúng không? Rồi, mấy bạn cũng có quyền chọn những đơn vị khác nha. Mình thì mình chọn British Council, nhưng mà tùy mấy bạn thích đơn vị nào thì mấy bạn chọn đơn vị đó. Tại vì mình cũng có một cái kỷ niệm là hồi xưa mình làm việc ở Sri Restaurant and Lounge, là chỗ đó là một cái nhà hàng. Và lounge là cái chỗ để mà mình chill những cái ly rượu đó. Thì mình làm việc ở đó với tư cách là một waiter đó. Thì mình làm việc ở đó thì có giờ nghỉ trưa, hoặc là cái bữa mà mình làm ca gãy đó là nửa ca buổi sáng, nửa ca buổi tối, cái khoảng ở buổi trưa, chiều chiều đó thì mình được nghỉ đó. Thì mình hay vào British Council ở Lê Dũng đó, mình vô thư viện của họ để mà mình ngồi mình đọc sách. Thì người ta cứ thoải mái cho mình vô thôi. Lúc vào thì người ta sẽ check in mình kỹ một chút, người ta xem xét cái ba lô mình có vật nhọn gì không.
Thông thường mình thấy những cái đơn vị mà nó liên quan đến có yếu tố nước ngoài như là British Council hay là American Center đó. British Council ở đường Lê Duẩn nè, còn American Center thì ở trong hình như lầu mấy của mình không nhớ lầu mấy, nhưng mà nó trong Diamond Plaza đó. Mấy bạn vô trỏng, mấy bạn hỏi thì người ta cũng cũng rất là nhiệt tình chỉ cho mấy bạn là hai cái chỗ này là nó đều là cái chỗ mà có sách cho mình đọc, có chỗ cho mình ngồi giống như dạng thư viện vậy đó. American Center ở trong Diamond Plaza thì nó chuyên về thư viện hơn, nó social activities này nọ nhiều hơn. Các bạn lên Facebook mấy bạn tìm hiểu nha, mình thấy rất là bổ ích. Còn British Council là một cái đơn vị giáo dục, nó giống như là một cái sao cho là một cái chỗ để mình tới mình học tiếng Anh đó, một cái nơi dạy và học tiếng Anh chuyên nghiệp của Hội đồng Anh đó. Hội đồng Anh thì mấy bạn biết là nó có ở khắp thế giới, ở khắp các quốc gia luôn, đúng không? Rồi thì mình quay lại cái chỗ mà mình làm stream thì mình cái giờ mà nghỉ của mình đó thì có cái lúc mà mình vào British Council để mà mình ngồi mình đọc sách hoặc là mình sử dụng máy vi tính của họ thì mình rất là thoải mái, mình vào trong đó mình ngồi cũng không ai nói gì mình hết, mặc dù mình không có học ở Hội đồng Anh nha, mình chưa học ở Hội đồng Anh bao giờ, mình chỉ đi đăng ký thi ở Hội đồng Anh thôi. Rồi mình nhớ là những cái lần mà mình đăng ký thi ở Hội đồng Anh đó thì người ta phát cho mình một cái thẻ bằng giấy là cho phép sử dụng thư viện. Thư viện của Hội đồng Anh thì nhỏ thôi, nó có một cái khu đó, nó có cái kệ sách, vài cuốn sách, nhưng mà sách nói vài cuốn thì mấy bạn biết cái quy mô của thư viện thì nó rất là nhiều sách đúng không, thì cái quy mô của ở đây thì nó cũng tương đối nhỏ hơn so với cái quy mô kia, nhưng mà sách thì nó kiểu như là mình đọc thì biết bao giờ mới hết được sách của người ta, thì có sách thì cũng rất là tốt rồi. Rồi vậy là mình nói với bạn về British Council rồi đó, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái việc là mình đăng ký thi, book lịch thi, đặt lịch thi với lại Hội đồng Anh. Now that you've completed the first week of this understanding IELTS course, registering for IELTS. Bây giờ có lẽ là bạn đã hoàn thành cái tuần đầu tiên của cái khóa học thấu hiểu IELTS rồi, và bạn có lẽ cũng suy nghĩ về cái việc đăng ký thi đó. Chủ yếu mình nghĩ nha, British Council người ta hướng dẫn mình học trên FutureLearn miễn phí, nhưng mà người ta cũng mong muốn mình là mình học xong của người ta rồi thì mình sẽ đến đơn vị của người ta để mình đăng ký thi đó. Thì mấy bạn thấy là ở đây người ta nói cho mình nghe nè cái cách mà đặt lịch thi nè. Rồi, the British Council provides IELTS testing in more than 500 locations worldwide. Rồi, Hội đồng Anh cung cấp cái kỳ thi IELTS ở nhiều hơn 500 địa điểm khắp thế giới. To find your nearest test center and book a test, visit this British Council IELTS booking site. Để mà tìm được cái trung tâm kiểm tra gần nhất và đặt lịch để mà thi thì hãy ghé thăm cái trang web đặt thi IELTS của British Council. Mình tạm mở để đây nha. If you have any questions about booking the IELTS test or test location, you can ask them in the comments below. Nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cái kỳ thi, về cái việc đặt lịch thi và cái địa điểm thi thì bạn có thể hỏi chúng tôi ở cái phần bình luận bên dưới. Một cái điều mà mình thấy những người bạn của mình, những người bạn quanh mình là những người bạn của mình rất là ngại cái việc là hỏi thông tin. Thậm chí người yêu của mình cũng thấy là ảnh hơi ngại về cái việc trao đổi thông tin nữa. Thì mình nghĩ là cái việc mà mình không biết, mình hỏi là cái điều rất bình thường. Thậm chí ở đây là cái trường hợp là
người ta cung cấp dịch vụ cho mình đúng không? Là người ta thu tiền mình thì mình có quyền mình hỏi người ta những cái thông tin mà mình muốn biết. Tại vì mình nếu mà nói trắng ra đó thì mình bỏ tiền ra mình có quyền thì nó hơi quá đi, nhưng mà mình nghĩ nó là như vậy. Mình có cái quyền lợi đó để mà mình hỏi cho nó rõ ràng thông tin rồi mình chấp nhận mình thanh toán một cái khoản tiền cho người ta. Các bạn biết thi IELTS rất là mắc, 4 triệu mấy một cái đợt thi như vậy. Thì mình có quyền mình hỏi chứ, mình có quyền mình biết rõ hết những gì mà mình cần biết đúng không nè. Đừng có ngại hỏi nha, không biết cái gì thì cứ hỏi ra, cứ hỏi người ta. Rồi mấy cái comment ở dưới đây mình đọc cái comment mà có cái phần trả lời nha. Rồi bạn Dian Istanto hỏi là an English ability proven by any test is a requirement when you want to continue studying for academic, especially if you want to go abroad. Là một cái minh chứng, một cái khả năng về tiếng Anh được minh chứng bởi một cái bài thi thì là một cái yêu cầu bắt buộc khi mà bạn muốn tiếp tục cái việc học, tiếp tục việc học, đặc biệt là cho cái việc cho môi trường học thuật. Nếu mà bạn muốn đi học ở nước ngoài, the IELTS speaking preparing test is needed. Và cái sự cái bài kiểm tra sao ta, IELTS preparing test là sao, nói chung là cái bài thi IELTS thì rất là cần thiết. For many Indonesian, the price of the course and the test is quite expensive. Đối với nhiều người Indonesia thì cái giá của cái khóa học cũng như cái bài thi thì nó quá là mắc tiền đi. Quite, nó chỉ thấp hơn very thôi. Quite là nó khá là mắc tiền. So this free online course is very helpful. Cho nên là cái khóa học miễn phí như vậy thì rất là hữu ích. Là đúng không? Ở Indo mấy bạn bạn này nói là ở Indo thì học nè, thậm chí học và thi được rất là mắc. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, mình biết là mình thấy nó cũng rất là mắc luôn. Các bạn biết ở những trung tâm đó là người ta chặt cái giá rất là cao, có giáo viên nước ngoài này nọ. Đó, nếu mà mấy bạn học những cái trung tâm nó không có giáo viên nước ngoài, hồi xưa mình có học ở Yola nè, mình học ở trung tâm Anh ngữ đại trung tâm Anh ngữ Anh văn của Đại học Sư phạm, ở cơ sở chính luôn, là ở cái chỗ cuối đường gì quên mất tiêu, cuối đường gì ta, chỗ sao ta, nói chung là An Đông, chợ An Đông, các bạn đi xuống nữa có cái trường Đại học Sư phạm lớn thiệt lớn đó, là hồi đó mình có học luyện thi ở đó luôn á. Lần đầu tiên mình học Yola nè, mình học những cái bước đầu tiên IELTS Foundation, IELTS 5.5, IELTS 6.5 ở Yola đó. Mình học 3 lớp ở Yola luôn, rồi mình đi thi thì mình được 6.5 phải không ta, nói chung là vậy. Rồi mình còn sợ cái trình độ tiếng Anh của mình nó tụt nữa, nên là mình đi thi luyện thi thêm ở ở trung tâm Anh ngữ Đại học Sư phạm cơ sở chính luôn đó. Mình học nhiều như vậy đó đó thì học, mấy bạn biết là học ở những cái trung tâm Anh ngữ mà có giáo viên nước ngoài đó, như Yola nè, chỗ mình học hồi xưa đó, thì nó rất là mắc tiền, nó mắc, thậm chí là nó mắc lắm luôn á. Mình nhớ lại mà mình nhớ lại cái số tiền mà mình còn cảm thấy tiếc, tại vì hồi trước mình học nó không có hiệu quả lắm, tại vì hồi xưa mình không có chủ động trong việc học lắm, mình học mình hơi dựa dẫm vô cái giờ ở trên lớp đó, mình không có chủ động. Sau này thì mình đi học ở bên trung tâm Anh ngữ Đại học Sư phạm thì mình đỡ hơn, nhưng mà chắc cũng đỡ hơn chút thôi. Tại vì cái số tiền lúc này là nó mình nói đại khái nha. Ở bên kia đó là ở bên Yola thì hồi trước mình học á lâu lắm rồi nha mấy bạn, chứ không phải là giá bây giờ nha, mình nói cái giá hồi trước là cái lần đầu tiên mình thi là 2015 đó. Là có nghĩa là trước đó mình học trước 2015 nữa, là cái giá nó đã vào ở khoảng là mười mấy triệu rồi một khóa. Còn mình học ở Đại học Sư phạm một khóa như vậy đó, nói
nó chỉ bằng một nửa giá thôi, chắc là tầm khoảng 5 triệu trung bình, mình không nhớ thiệt, thì nó khoảng đó. Thì mình nghĩ là nếu mà có khả năng đó thì mấy bạn, nói chung ở đâu nó cũng có những cái sao ta, upside and downside, kiểu mặt sao, những cái ưu khuyết điểm khác nhau. Thì mấy bạn nếu mà mình có khả năng thì mình nên học, thôi tùy mấy bạn chọn thôi, mình trải nghiệm thì mình sẽ biết nó như thế nào. Mình thấy là hai cái đơn vị này đều uy tín nha, mình thấy nó đều uy tín để cho mấy bạn lựa chọn và học tập. Chỉ là cái khả năng của mình ở đâu và mình biết là mình có thể chi trả cho chỗ nào đó. Rồi, đang nói cái chỗ mắc tiền này, thì bạn này, ý bạn này nói là ở Indo thì học hay là thi gì cũng mắc hết, thì cái khóa học online như vậy đó nó rất là hữu ích, là cái việc học nó đỡ được miễn phí rồi, mình chỉ còn chịu cái phần mắc tiền cho cái bài, cái kỳ thi thôi đó. Rồi, Karen Waterston mới, cái cô nhà giáo dục này mới trả lời nè: "Glad you are finding it useful, dear." Có nghĩa là rất vui khi mà bạn cảm thấy cái khóa học này nó hữu ích, dear nè. Đó, như vậy. Vậy là chúng ta đã xong cái bài học của ngày hôm nay. Rồi, mình cũng có mở cái trang web Book and Prepare for IELTS. Mình mở cái đường link này nè mấy bạn. Hồi nãy mình mở cái đường link này nè. Đó, thì nó hiện ra cái này. Rồi, sau cái trang web này nó đang, Register presentation to FutureLearn has now closed. Có nghĩa là sao? Là cái sự đăng ký cho cái khóa học ở trên FutureLearn bây giờ nó đóng rồi. Là cái trang này nó đóng rồi mấy bạn ơi. Mình trở lại cái trang chủ của British Council luôn ha. Trang chủ của British Council nè. Nếu có thời gian thì mấy bạn cũng xem. Mình thấy chắc nó cũng có nhiều điều để mà mình học hỏi được đó. Thứ nhất là nó viết bằng tiếng Anh nữa, mình đọc tiếng Anh thì nó sẽ tốt cho mình, đúng không? Rồi ở đây nó có những cái mục nè: học tiếng Anh nè, đi thi nè, rồi học và làm việc ở nước ngoài nè. Mà British Council là chắc chắn là học và làm việc ở đâu mấy bạn? Ở Anh, đúng không? Bạn nào thích đi Anh thì mình theo dõi British Council kỹ hơn. Rồi School and Teachers Resources có nghĩa là những cái nguồn dành cho trường học và giáo viên. Rồi ở đây có một cái mục khác nữa nè, cái này nó thiên về thưởng thức hơn, là Arts Education and Society, có nghĩa là về nghệ thuật, về giáo dục và về xã hội. Thì nếu có thời gian thì mấy bạn lên trang web của PrincessCouncil.org, là hội đồng Anh.org nè, các bạn xem ha. Rồi, mình tắt. Vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành khóa học của mình rồi. Vậy là 1.14 xong rồi. Rồi, thậm chí là cái bữa tiếp theo là sẽ có một cái video review. Video review of which one, là cái video này nó sẽ ôm lại những gì mà chúng ta học được ở tuần 1. Các bạn thấy không? Khóa học này rất là kỹ lưỡng luôn. Rồi, vậy là xong ngày của ngày hôm nay rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục 1.15 và những cái phần mà chúng ta còn dang dở ở phía trước mà Lộc đã nói ha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.